Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Mô hình vận động nhân dân đóng góp giám sát thi công trong việc xây dựng cổng ấp Gia Quá ở huyện Cần Đước được người dân đồng thuận cao. Thành phố Hồ Chí Minh bơm hơn 800.000 tỷ đồng cho 5 lĩnh vực ưu tiên. Trên thế giới, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 2. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hiện nay tổng đàn gia cầm của huyện Cần Giuộc là 550.000 con, tập trung nhiều ở các xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu, Thuận Thành. Thời điểm này, nông dân đang đẩy mạnh tái đàn chuẩn bị Tết Nguyên Đán năm 2017. Hiện giá gia cầm dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng một ký. Với giá này, nông dân không có lãi. Nhiều nông dân kỳ vọng giá gia cầm sẽ tăng vào dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm phải phụ thuộc vào thương lái, nên tình hình đầu ra luôn là vấn đề trăn trở của nông dân trong nhiều năm nay. Cái giá thành nó phải cả nằm từ ở độ 55 đổ lên, cỡ tới 60 thì sẽ nằm dạng trung bình đó, thì người nông dân rất là ngon lành, ok. Nếu mà chăn nuôi đó, tôi rất là phải nằm cái giá thành nó cỡ mức độ đó. Còn tầm mà cỡ 40, năm mấy, 50 là hơi bị mệt, nó đúng là nó hơi bị yếu. Bây giờ thì không mong muốn gì hơn, chỉ mong muốn làm sao mà cái giá nó, nhà nước làm sao làm cho cái giá nó ổn định được rồi. Ăn cho bà con nó nhờ giá ổn định từ 50 tới 60 thôi, không cần là mình cao lắm. Mà đơn giản là chỉ cần mức độ đó là bà con nông dân người ta rất quan nghênh. Với sự kiểm soát chặt chẽ của trạm thú y huyện, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Cần Giuộc chưa xảy ra tình trạng dịch cúm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, thời tiết rất phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng đề kháng của vật nuôi. Bên cạnh đó, thời điểm này nhiều nông dân tập trung tái đàn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Để bảo vệ đàn vật nuôi, người chăn nuôi cần chú ý đến công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Dương lịch năm 2017. Đây là thời điểm thị trường lịch Tết bắt đầu khởi động. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2016, ở những hiệu sách, cửa hàng chân phụ phẩm trên địa bàn thành phố Tân An đã bắt đầu nhập hàng và khai trương bày bán lịch Tết 2017. Năm nay, lần đầu tiên toàn bộ tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du được nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào lịch. Bộ lịch truyện Kiều được in dưới dạng block siêu đại, chuyển tải đầy đủ 3.254 câu thơ lục bát của truyện. Đây được xem là ấn phẩm lịch mới, đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống nhất của năm nay. Hình thức bố cục của lịch cũng hướng đến những hình ảnh thuần việt, đơn giản, tinh tế. Đặc biệt, hình ảnh con gà biểu tượng của Nam Chậu được in khắc rất phong phú. Qua tìm hiểu, giá lịch năm nay cũng không có nhiều biến động so với năm trước. Lịch có giá thấp nhất khoảng 10.000 đồng, cao nhất là 600.000 đồng. Với nhiều loại lịch như lịch nẹp thiết, lịch lò xo, lịch để bàn, lịch lóc gia đình, lịch lóc cực đại, phong phú về nội dung, mẫu mã sẽ giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Đặc biệt là nhà sách trung tâm luôn có cái chính sách bán hàng ưu đãi đối với khách hàng là giảm giá từ 10 đến 20% cho tất cả các loại lịch lóc. Hiện tại nhà sách trung tâm đang nhận các đơn hàng của các cơ quan, các doanh nghiệp và các khách hàng lẻ. Theo nhận định như mọi năm thì khoảng thời điểm tháng 12 và giáp Tết Dương lịch thì thị trường lịch mới bắt đầu bước vào thời điểm sôi động. Ngày nay, dù có nhiều phương tiện có thể dễ dàng xem ngày tháng, nhưng ấn phẩm lịch vẫn luôn được người tiêu dùng chờ đợi mỗi khi năm hết Tết đến. Với mong muốn chiếc cổng ấp Gian Quá không chỉ để xác định địa danh mà còn thể hiện được nét Gian Quá của địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Đước đã vận động nhân dân xây dựng cổng ấp khang trang, vừa mang tính truyền thống lại vừa hiện đại, góp phần nâng chất huyện Gian Quá. Nhân dân địa phương đã đồng thuận rất cao với chủ trương này. Trong năm qua thì huyện cũng đã tiến hành phát động và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Thì thể hiện đến giờ phút này cái kết quả mà đã tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã thực hiện thí điểm ở trên địa bàn các xã, mỗi một xã như vậy là có một công trình. Thì có khoảng 15 cái cổng được xây dựng trên địa bàn huyện với cái quy mô là kiên cố và sử dụng lâu dài.
Trong thời gian sắp tới thì Mặt trận Tổ quốc tiếp tục rồi tham mưu cho huyện ủy để tiếp tục rồi phát động nhân dân thực hiện những cái cổng còn lại để rồi xây dựng cái đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân huyện nhà. Để đảm bảo tính an toàn thẩm mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Đức phối hợp với các ngành chuyên môn thiết kế mẫu cổng ấp cho toàn huyện. Từ những mẫu hoa văn chi tiết, khẩu hiệu trên cổng đều do nhân dân quyết định, trong đó đảm bảo các tiêu chí trên cổng phải thể hiện được địa chỉ khu dân cư, thể hiện ấp khu phố Giang Quá. Cách làm này giúp các ấp giảm chi phí thiết kế ban đầu mà vẫn đảm bảo an toàn về mặt kết cấu. Toàn bộ kinh phí xây dựng cổng ấp do Ban công tác Mặt trận Tổ quốc ấp, vận động nhân dân đóng góp, tham gia giám sát quá trình thi công. Mô hình này được sự đồng thuận rất cao của người dân địa phương. Theo kế hoạch, đến năm 2018, toàn bộ các ấp trên địa bàn huyện Cần Đức sẽ hoàn thành việc xây dựng các cổng ấp khu phố. Hiện nay, qua một năm triển khai, Long Cang là xã đầu tiên của huyện Cần Đức hoàn thành việc xây dựng cổng ấp. Phải nói là khi mà chúng ta hồi đó thì cổng mình làm cây bằng sắt thì nó không có đẹp. Nhìn vô thì cái diện mạo nó không đẹp bằng cái cổng hiện nay chúng ta xây dựng cái cốt thép bê tông. Phải nói là cái cảnh quan mình thấy cái cảnh quan nó rất đẹp, rất phấn khởi, đồng tình với cái chủ trương của nhà nước ở địa phương. Thì nói chung Mặt trận xã cũng đã có một cái là tham mưu ủy ban, đó là triển khai nhân dân. Phải nói là nhân dân rất đồng tình cao về vấn đề xây dựng cái cổng văn hóa này. Đến giờ phút này phải nói là trong đến năm 2016 này phải nói là ở Long Cang nó thực hiện là xây được là 11 trên 12 cái cổng. Đường vào sớm mà phải nói rất khang trang, sạch đẹp. Thực tế cho thấy, việc gì phù hợp với lòng dân, được nhân dân đồng thuận thì rất thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện. Việc xây dựng cổng ấp ở Cần Đức minh chứng điều này, nó cho thấy sức mạnh từ sự đồng thuận của quần chúng nhân dân. Phần tin trong nước sẽ tiếp tục bản tin thời sự chiều nay. Thưa quý vị, nhằm giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc nộp thuế, thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan vừa có công văn đề nghị Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Đây là một trong những giải pháp mà ngành hải quan đang thực hiện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm. Tính đến hết tháng 10 năm 2016, ngành hải quan mới chỉ thu ngân sách được hơn 215.000 tỷ đồng, chỉ đạt 79,8% dự toán, trong khi Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 270.000 tỷ. Vì vậy, việc đề nghị Kho bạc và ngân hàng làm việc ngày nghỉ nhằm hỗ trợ tối đa trong việc thu nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng. Chúng tôi đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, tức là Hải quan Hà Nội nói riêng, chúng tôi đã tổ chức rồi, là làm việc ngày thứ Bảy. Đấy, và tiến tới làm việc cả ngày Chủ nhật. Đấy, đảm bảo bất kỳ thời gian nào, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp. Và có những cái đội ngũ, hay là nói với khách là có những cái tổ để giải quyết ngay, và trong đó yêu cầu rằng là phải giải quyết ngay cho doanh nghiệp, trừ những cái nội dung mà vượt thẩm quyền. Đến nay đã có 31 ngân hàng thương mại ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Song song với việc đề nghị, Tổng cục Hải quan đã gửi danh sách các cảng biển quốc tế quan trọng mà hải quan làm việc tất cả các ngày trong tuần. Trước đó, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ tổ chức làm việc tất cả các ngày trong tuần tại các cảng biển quốc tế quan trọng mà doanh nghiệp hoạt động không nghỉ trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016, đảm bảo thời gian thông quan thông suốt 24/7. Tại buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Bộ Công Thương đã yêu cầu thành phố không được để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá như đã từng xảy ra một vài năm trước đây. Theo yêu cầu, ngoài việc đảm bảo nguồn hàng phong phú đa dạng, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối cần đảm bảo và tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa. Hàng hóa cung ứng bao gồm hàng bình ổn thị trường phải là hàng chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, hiện công tác chuẩn bị hàng hóa Tết đã đạt hơn 80%. Các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng hàng hóa cho 2 tháng Tết là 17.068 tỷ đồng, tăng 5,3% so với Tết Bính Thân năm 2016. Trong đó, giá trị hàng hóa bình ổn thị trường là trên 6.800 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đều cam kết giữ ổn định, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Các doanh nghiệp cũng đồng thời thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 58% tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố, tương đương trên 800.000 tỷ đồng, đã được rót cho 5 lĩnh vực ưu tiên, gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ cao. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay tiếp tục ổn định, với quy mô nguồn vốn quy động và dư nợ tín dụng đều tăng trưởng, thanh khoản ổn định, dịch vụ ngân hàng phát triển, kết quả kinh doanh được cải thiện. Ngoài việc đáp ứng khoảng 800.000 tỷ đồng cho 5 lĩnh vực ưu tiên, từ đầu năm đến nay các ngân hàng còn thực hiện các chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng, cho vay bình ổn, cho vay kích cầu, hỗ trợ nhà ở. Đặc biệt chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng tại thành phố đến nay đã đạt gần 215.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tập trung kiểm soát chặt hoạt động của các tổ chức tín dụng để nâng chất lượng, cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng an toàn, không để xảy ra rủi ro, đảm bảo khả năng thanh toán, tiếp tục xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và có tỷ lệ nợ xấu hiện đang trên mức 3% tổng dư nợ. Nhằm giảm thiểu áp lực gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân và ùn tắc giao thông như hiện nay, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thủ đô đang từng bước hoàn thiện, thay đổi mạng lưới phương tiện, hạ tầng, năng lực vận chuyển và chất lượng phục vụ để tạo sự thân thiện, thoải mái cho người dân khi sử dụng dịch vụ. Đến nay đã có 108 phương tiện được thay thế mới, đưa tổng số xe buýt hiện nay lên 1.588 xe. Các phương tiện được lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị Wi-Fi hiện đã có trên 15 tuyến và sẽ được lắp đặt trên tất cả các tuyến còn lại trong quý 2 năm 2017. Năm 2016 đã có hơn 328 triệu lượt hành khách được vận chuyển bằng các tuyến xe buýt. Trong năm 2017, vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục điều chỉnh hợp lý hóa mạng lưới tuyến, hướng tới đưa vào vận hành các tuyến xe buýt mới tại ngoại thành, đầu tư nâng cao cơ sở vật chất cho các phương tiện, cũng như chú trọng trang hóa ứng xử, xử lý tình huống của cán bộ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt.